Vâng, shop em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi bẫy gà, bẫy cua gáy em nhé. Đấy, đi săn bẫy thì các bác có nào mà đang có nhu cầu mua quần áo ngụy trang, đi bẫy gà rừng, bẫy cua gáy thì có thể liên hệ trực tiếp bên shop theo 3 số điện thoại chính này của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền. Thì hôm nay giới thiệu chi tiết để các bác tham khảo, các bác đã mua hàng rồi nhé. Đấy, như các bác thì rất nhiều với các bác điện đến là các bác hỏi là cái mẫu quần áo, nhưng các bác không biết là mẫu loa quần áo gì, thì bên nhà em là bán rất nhiều mẫu quần áo ngụy trang. Anh em có thể kết bạn Zalo theo 3 số điện thoại chính này. Các bác, em sẽ gửi ảnh hình ảnh cụ thể chi tiết cho các bác xem những cái mẫu quần áo mà bên em cung cấp. Thì bên em là một đơn vị bán hàng thì bán rất nhiều mẫu quần áo ngụy trang. Đây là cái mẫu hôm nay em giới thiệu chi tiết cái mẫu quần áo này, các bác sẽ thấy này, màu lá đấy, màu này là mẫu quần áo dàn di đốm anh em nhé. Đấy, dàn di đốm đấy, em giới thiệu cho các bác là mẫu này mẫu quần áo dàn di đốm đấy, dàn di đốm anh em nhé. Đấy, màu của nó là màu xanh rất là đẹp đấy, vải của nó là vải kaki mỏng anh em nhé. Đấy, vải kaki mỏng. Khi các bác mua hàng thì nó sẽ có đi cho bác vào một cái áo này, một cái quần này đấy, và một cái mũ. Đấy, bên em sẽ tặng các bác mũ lưỡi chai đấy, màu cũng đồng màu luôn. Thì là một bộ như này là bên em đang bán là giá là 400.000 đồng, và 400.000 đồng anh em nhé. Đấy, bên em là bao ship tận nhà, anh em nhận hàng trả tiền. Đấy, cái mẫu quần này, à, mẫu áo này thì nó có sẽ đi cho các bác là một cái mũ chùm như này. Đấy, mũ chùm. Và cái này là hàng Việt Nam anh em nhé. Hàng này hàng may thì nó có đủ size số cho anh em lựa chọn. Từ size nhỏ nhất là size S, size M, size L, size XL, size 2XL anh em nhé. Đấy, nó có khóa ở đây. Khi các bác mà không cần dùng cái mũ này thì các bác có thể tháo ra đều được. Đấy, vải của nó là vải kaki mỏng anh em nhé. Đấy, vải kaki mỏng như này. Và ở giữa này nó sẽ có một cái khóa anh em nhé. Dùng khóa hai túi ngực. Đấy, hai túi ngực anh em nhé. Đấy, hai túi ngực này. Và cái quần của nó là quần chun anh em nhé. Đấy, quần chun. Đấy, và có cả quần đĩa luôn. Khi các bác nào muốn thắt lên đĩa đều được. Quần là quần 6 túi anh em nhé. Đấy, quần 6 túi, hai túi hộp ở đùi gối và một túi chéo và một túi đằng sau lưng. Đấy, tổng là 6 túi. Đấy, quần của nó là quần vải mặc rất là mát. Vải này vải kaki mát anh em nhé, yên tâm mặc không bị nóng. Các bác trong miền Nam mặc thoải mái không sợ nóng. Mà cái vải này đảm bảo các bác là các bác đi rừng ấy, là nó không bị những cái cỏ cây dính vào. Đấy, đảm bảo yên tâm luôn. Đấy, quần vải chun anh em nhé. Áo của nó đây, áo của nó thì mặc rất là mát luôn. Đấy, đảm bảo các bác đây là nó có hai túi ở trên ngực và hai túi ở đây, hai túi chéo ở dưới bác nhá. Các bác có thể đựng thoải mái luôn bên này thế này. Đấy, hai túi chéo, vải của nó đây. Đấy, đảm bảo các bác là khóa của nó là rất chắc chắn luôn anh em nhé. Đấy, đây khóa của nó là hai khóa luôn. Đấy, đây là các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em. Đấy, hai túi chéo và hai túi ngực anh em nhé. Đấy, hai túi chéo và hai túi ngực. Và đây là nó có một cái mũ chùm đầu luôn. Đấy, và tặng cho bác một cái mũ lưỡi chai. Đấy, nên là các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em. Đấy, rất là đẹp luôn không nhá. Đấy, hai túi chéo và hai túi ngực, màu dàn di đốm anh em nhé. Mẫu này mẫu dàn di đốm. Ngoài cung cấp những cái mẫu quần áo dàn di đốm này thì bên em bán rất nhiều sản phẩm khác như là giày ngụy trang cũng dàn di đốm. Đấy, và khẩu trang hay là túi đeo hông đều có đầy đủ anh em nhé. Giò bẫy gà rừng, giò bẫy cua gáy, nói chung là bên em là một đơn vị bán hàng thì bên em bán rất nhiều sản phẩm luôn nhé. Thì các bác nào đang có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em theo 3 số điện thoại chính nha để đặt hàng. Bên em có đủ size đủ số cho anh em lựa chọn. Các bác chiều cao cân nặng cứ cho em chiều cao cân nặng là em gửi đúng hàng đến tận nhà, anh em nhận hàng đảm bảo yên tâm, hàng đảm bảo chất lượng rồi nhá. Một cái video rất là ngắn thôi, em sẽ kết thúc video tại đây. Cũng xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.